Rồi thì cái bot một lần á mà 800 hơi hay là 1000 hơi hay là 2000 hơi nó đều như nhau. Cái này là iBot. Cái loại Cubiro hay là Rodel á nó cũng như nhau, là đều có cái đầu như thế này. Mở rất dễ nha. Đây nè, xoay. Như ví dụ như cái này đi. Xoay. Xoay cái núm đèn. Có cái khớp bật ra thôi. Đây. Thì để mà mở cái nắp đó. Mở cái nắp á thì chỉ cần lấy cái nhíp hoặc là cái tâm cậy cái này ra, xong rồi á mình dùng cái này nè, mình kéo nó, kéo cái bông lên thì mình xịt cái tinh dầu vô cái này, rồi đợi khoảng 2-3 tiếng nha thì nó mới thấm được, thì mới hút được, nó mới ra mùi. Còn mà hút liền nó không ra mùi đâu, rất là dễ. Xong mà đẩy xuống lại rồi bật vô thôi nha, rất là dễ nè. Xoay rồi bật ra, ra đổ tinh dầu vô, xong vậy thôi.